Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đà Nẵng dân bị công an triệu tập sau khi bắt trước thánh giặc muỗi. Vào hôm 16 tháng 11 năm 2021, công an thành phố Đà Nẵng tới tận nhà trao giấy triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm. Sự việc diễn ra chỉ 5 ngày sau khi ông Lâm đăng một video lên trên trang Facebook cá nhân nhại lại động tác của thánh giặc muỗi JP tại khi phục vụ món bò rát vàng đắt đỏ cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở London. Phía công an không đưa ra lý do chi tiết về lần triệu tập này, nội dung duy nhất liên quan đến lệnh triệu tập được đề cập trong văn bản là để làm việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra xử lý nguồn tin tội phạm. Video quay lại quang cảnh buổi làm việc với công an sáng ngày 16 tháng 11 do ông Lâm cung cấp cũng cho thấy, cho dù đương sự yêu cầu phía công an giải thích rõ lý do triệu tập, nhưng hai sĩ quan công an xuất hiện trong video vẫn không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm ngồi bìa bên phải, được hai sĩ quan công an đến tận nhà, buộc phải ký vào giấy triệu tập sau khi làm video bắt trước thánh giặc muỗi đã đút miếng bò rát vàng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn với trị giá hơn 1.000 đô la. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Bùi Tuấn Lâm cho biết về sự việc như sau. Sáng nay, người ta có ghé qua nhà. Đi gồm có hai nhân viên của cơ quan an ninh thành phố Đà Nẵng, đi chung với một anh cảnh sát khu vực. Rồi đương nhiên không thiếu những an ninh thường vụ đứng ở ngoài quay phim. Lần này họ đưa tôi giấy triệu tập cũng với nội dung là yêu cầu tôi lên làm việc với cái vấn đề là cung cấp thông tin và về xử lý tội phạm mở ngoặc. Đóng ngoặc là theo điều 188 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Thì tôi từ chối và nói là nếu như thay đổi nội dung trong giấy triệu tập ghi một cách rõ ràng hơn thì tôi sẽ làm việc. Tại vì theo nguyên tắc khi đưa giấy triệu tập thì phải thể hiện rõ ràng ở trên đó là cái vụ án nào, người nào bị khởi tố và với mức độ liên quan của mình ở trong đó, chứ không thể nào ghi kiểu chung chung như vậy được. Sau khi nghe phần lập luận của ông Lâm, phía công an đe dọa rằng nếu ông không hợp tác thì sẽ bị cưỡng chế áp giải sau 3 lần gửi giấy triệu tập. Ông chủ xe bún bò vào hôm 10 tháng 11 đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân một đoạn video, trong đó ông tự gọi mình là Thánh Giặc Hành, một hình thức nhại lại động tác giặc muối của đầu bếp nổi tiếng JP trong vụ lùm xùm phục vụ một quan chức Cộng sản Việt Nam gần đây ở London. Đây là hình ảnh tại quán bún bò ba cô gái ở Đà Nẵng, ông Bùi Tuấn Lâm đóng giả động tác của đầu bếp dịp bề rắc muối, còn ông Lâm thì rắc hành lên tô bún và tự xưng mình là Thánh Giặc Hành một cách hết sức hài hước. Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Lâm nhận định rằng video trên có thể không phải là lý do chính dẫn đến việc triệu tập này, mà trên thực tế phía công an đã gửi giấy mời lên làm việc ông cho ông đến cách đây nhiều tháng, nhưng cũng vì nội dung không rõ ràng và do dịch bệnh nên ông liên tiếp từ chối. Việc thực hiện video bắt chước hành động rắc muối đó theo ông Lâm có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối. Ông nói tiếp: với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó nếu như có ảnh hưởng gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong việc họ đưa giấy triệu tập thôi, chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy triệu tập này đã có trong cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi, chứ không phải vì tôi làm cái clip này mà bị triệu tập. Dù không cho rằng hành động bắt trước thánh giặc muối của bản thân, đặc biệt trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bỏ rát vàng đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước là nguyên nhân do chính việc bị triệu tập. Nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên nhân nào khác dẫn đến việc bản thân bị phía công an tìm đến. Được biết, với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan hay thiện nguyện. Và bữa steak rát vàng tại Nook East đã khiến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nổi tiếng theo cách mà không ai mong muốn. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gây bão mạng suốt tuần qua vì cú đớp bò rát vàng giá 1.000 đô. Nằm tại một khu vực phố mua sắm sang trọng đông đúc bậc nhất của London, Anh Quốc, Nook East Steakhouse là nhà hàng thứ 17 trong chuỗi nhà hàng Thánh Giặc Muối của Nugret Cooker. Đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhà hàng này vào tháng 9 năm 2021 sau khi công bố thông tin 2 năm trước đó.
Giá món bò rát vàng Golden Tomahawk được cho là khoảng 850 bảng Anh, tương đương khoảng 1.200 đô la mỗi phần. Tuy nhiên, theo tờ báo của Anh, thì phần thịt bò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại có giá tới 1.400 bảng, tương đương gần 2.000 đô la. Hiện người dân Anh đang lo ngại giá cả tăng, thậm chí thiếu lương thực thực phẩm, và Việt Nam thì còn vất vả chống chọi với Covid. Từ khi Bộ trưởng Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng bên Anh bị lộ, hơn một tuần qua cả hệ thống truyền thông lề đảng im như thóc. Trong khi đó, không riêng trên mạng xã hội Việt Nam mà hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. và báo chí của châu Á đều đưa tin này, nhưng truyền thông Việt Nam bịt mắt, bịt tai, xem như chuyện này chưa hề tồn tại. Một số báo chỉ đăng ảnh và bài về việc chuyện Tô Lâm thăm mộ các Marx ở Nghĩa Trang tại London và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Cư dân mạng xã hội đã nổi giận với hình ảnh các quan chức Việt Nam ăn uống xa xỉ, trong khi dân trong nước đang kiệt quệ vì dịch bệnh kéo dài suốt hơn 2 năm qua. Đây là hình ảnh trong tháng 10, hàng vạn người lao động từ miền Nam đi xe máy đã vượt hàng ngàn km về quê trốn dịch sau 4 tháng bị nhốt tại phòng trọ và thất nghiệp, đói khổ. Facebook Phạm Minh Vũ đã viết trên trang tài khoản cá nhân của mình như sau. Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân để chạy cái đói, cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ nối hàng dài lam lũ, trở về quê hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tôi đoàn xe Thiên Di leo lên đỉnh đèo Hải Vân trong cái mưa lạnh kèm bão lũ. Tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái bao ni lông bục giữa hẻ phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 ký gạo. Và còn lắm cảnh thê lương mà dân ta chịu nỗi khổ vì đại dịch trong mấy tháng vừa qua. Tháp Tùng Thủ tướng đi dự hội nghị châu Âu không biết hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích như thế nào cho dân, cho nước. Trước mắt đã thấy ngốn không ít tiền thuế của nhân dân. Nhưng lại tổ chức ăn uống nhìn thật khốn nạn như và lưu manh kịch cỡm. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu quan điểm của mình như vậy. Còn Facebook Ngon thì nói rằng, lương của ông Tô Lâm thì 2 tháng mới đủ số tiền đó, chỉ có ăn cướp thì mới dám ăn một bữa hết tương đương 2 tháng lương như vậy. Nhất Nguyên chia sẻ, chỉ một bữa ăn của thằng đầy tớ mà nó khiến bữa sáng của 3.000 người chủ phải nhịn đói. Còn Tuấn Lương thì bình luận, ngày cắn một miếng 2.000 đô thật là hào sảng, đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Facebook Bùi Tuấn thì nói rằng, tự do Việt Nam có nghĩa là được tự do ca ngợi đảng và các cấp lãnh đạo và tự do chửi và chế nhạo các thế lực thù địch thôi nhé. Thằng nào làm ngược lại là phản động. Còn Facebook Thủy Nguyễn thì chia sẻ, cứ thấy không vừa ý là mời hoặc triệu tập, vậy luật ở đâu? Bạn Tâm bình luận thêm, thằng to gặm miếng thịt bò rát vàng, không thấy truyền thông báo chí cho lời giải thích. Người buôn bán múa vài đường động chạm đến cả dòng họ nó hay sao mà bắt người ta. Nêu quan điểm của mình về vấn đề này với đài FA, nhà báo Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Séc, một người luôn đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước, nói rằng, khi tôi xem clip đó thì cảm giác đầu tiên của tôi là rất sốc. Vì trong khi dân hết sức đói nghèo, nợ công đất nước thì ngập, nhiều dư luận viên nhảy vào bênh ông Tô Lâm rằng đây là bữa tiệc chiêu đãi của chính phủ Pháp. Nói như thế là ngờ ngạch vì tôi ở châu Âu đã lâu rồi, không bao giờ quan chức mời quan chức lại vào những chỗ đắt tiền như thế đâu. Họ lịch thiệp và không bao giờ làm chuyện hoang phí như vậy vì đó là ngân sách của quốc gia, là tiền thuế của dân. Họ không lãng phí như vậy đâu. Thêm vào đó là nếu buổi chiêu đãi thì phải có đối tác ngồi cùng bàn. Tôi cho rằng họ ăn uống như thế trong khi dân thì quá đói khổ sau đợt Covid là thiếu tính nhân văn và tầm văn hóa thấp kém. Tôi đánh giá tư cách của một quan chức như vậy là vứt đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 với bản tin Đà Nẵng, dân bị công an triệu tập sau khi bắt trước thánh rắc muối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an chĩa súng thẳng vào nhân viên y tế, nói rằng tôi chỉ dọa. Đại úy Nguyễn Duy Ngọ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an huyện Lâm Hà viết trong bản tường trình về vụ việc xảy ra đêm 11 tháng 11 năm 2021. Theo tờ báo điện tử Vietnamnet, khuya đó Ngọ đang đi công tác thì nhận được tin con trai bị sặc sữa. Ông này chạy về đơn vị bàn giao tài liệu, hồ sơ, thay bộ quần áo công an, rồi cùng bà ngoại, người nhà đưa con đến trung tâm y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Khi viên đại úy vừa đến cổng chính bằng xe ô tô, bảo vệ và nhân viên y tế hướng dẫn đi qua cổng số 2 và phải thực hiện khai báo y tế. Đây hình ảnh viên công an mặc áo cam vừa bước xuống xe hơi đã cầm sẵn trong tay khẩu súng màu đen và thái độ hung hăng. Khi vào trong bệnh viện, ông Ngọ giải thích là do vội nên quên đeo khẩu trang, vì vậy ông đã bị nhân viên y tế nhắc nhở yêu cầu phải đeo khẩu trang. Cũng theo bản tường trình, người này nói nổi nóng rồi trở ra xe lấy súng đi vào chĩa thẳng vào nhân viên y tế, quát nạt họ. Ông ta nói, tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ dọa, không có ý làm khác hơn. Bản tường trình nêu rõ. Tuy nhiên, trong video được ghi lại từ camera an ninh, thì khi xuống xe, đại úy công an đã cầm trên tay khẩu súng và khi được hai nữ nhân viên y tế nhắc nhở, người này đã xô đẩy, chửi thề và nhiều lần chĩa thẳng khẩu súng vào nhân viên y tế, khiến hai cô này sợ hãi. Sau đó, nhân viên công an còn trở ra xe lấy áo công an mang vào trong trung tâm y tế. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an huyện gọi điện thoại xin lỗi giám đốc trung tâm y tế huyện Đức Trọng là ông Võ Đông Phương. Người sau này nói với báo giới rằng vụ việc chỉ là cảnh trong một bộ phim. Và video của ông Nguyễn Duy Ngọ giương thẳng súng ngắn vào hai nhân viên y tế đã lan truyền trên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Ngọ và đang điều tra vụ việc. Hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội đều bày tỏ sự bức xúc vì thói lộng quyền du côn du đãng của viên công an này với người đứng đầu là ông đại tướng Tô Lâm. Facebook Nguyễn Phúc bình luận như sau: con nó sặc sữa thôi mà nó cầm súng dọa người ta rồi. Con nó mà chết trong bệnh viện chắc nó bắn luôn bác sĩ y tá. Khéo nó cho nổ bom luôn cả bệnh viện. Đây là hình ảnh viên công an cầm súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế trong khi lớn tiếng quát nạt. Còn Nguyễn Hồng Chiến thì chia sẻ: chi tiết quan trọng nữa là khi xuống xe nó đã cầm súng trong tay chứ không phải khi bị nhắc nhở mới rút ra. Điều đó nói lên là khi đang trên đường tới bệnh viện, nó đã tính toán phải dùng súng để uy hiếp tất cả mọi người phải ưu tiên cho con nó trước. Còn Facebook Nguyễn Hồng Vân thì chia sẻ: những hình ảnh của công an thật ấn tượng và quá đẹp mắt trước bản quan thiên hạ. Chứng tỏ họ chỉ là loại cường hào, vô học, chuyên ỷ quyền cậy thế để lấn áp, cài đầu, đạp cổ, bắt nạt người khác. Nguyên nhân và thế lực nào đã huấn luyện cho họ có quyền quá lộng hành và có những hành vi côn đồ đến như thế? Sẵn súng trong tay, họ đã tự cho họ cái quyền tự sinh, tự sát, muốn làm gì thì làm. Sẵn sàng đối xử với người dân như cỏ rác dưới tay họ. Còn Facebook Võ Triệu thì chia sẻ: cái xã hội này chán thật, luật pháp để áp dụng cho dân, còn bọn nó làm sai thì kiểm điểm hoặc đổi nơi công tác, chứ không áp dụng hình phạt như dân. Luật ông Nguyễn thì chia sẻ tiếp: công an của chế độ độc tài này là như vậy, luật pháp chỉ áp dụng cho người dân, lãnh đạo sai thì chỉ cần xin lỗi trước dân, dân sai thì phải chịu tội trước pháp luật. Đại biểu Quốc hội mà còn phát biểu như vậy, cho nên họ tự tạo cho nhau áo giáp để bảo vệ bền vững trước pháp luật và tư tưởng đã làm cha thiên hạ. Đây là hình ảnh sau khi vụ việc xảy ra, người công an này ra xe mang súng vào và bộ sắc phục công an tiếp tục đe dọa. Trên trang Facebook cá nhân thì nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời phân tích như sau: tôi xem đi xem lại đoạn video ở trung tâm y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cảnh đại úy Nguyễn Duy Ngọ nhiều lần. Tôi để ý nhất là đoạn vừa bước xuống xe, khi nhân viên y tế nhắc Ngọ cũng như gia đình đeo khẩu trang thì cả hai tay Ngọ cầm súng và làm động tác mở chốt an toàn.
xong rồi vừa xô đẩy vừa chửi bới nhân viên y tế và chĩa súng vào họ. Hành động mở chốt an toàn là Ngọ đã có ý thức được là sẽ bắn nếu nhân viên y tế không chấp nhận làm theo mệnh lệnh của đối tượng đưa ra. Tôi cho rằng đây là một tình tiết nặng trong vụ án này nếu đem ra xét xử. Công an Lâm Đồng cần phải bắt giam đối tượng nguy hiểm này và ngay lập tức và đem ra tòa án lưu động để xét xử mang tính răn đe. Trong chiến tranh quy ước, cho dù hai bên đang bắn nhau loạn xạ, nhưng khi thấy đội ngũ Hồng Thập Tự thì phải né ra và tạo điều kiện tốt nhất cho họ, y bác sĩ thực hiện sứ mệnh cứu người. Kể cả lực lượng phát xít trong Thế chiến thứ 2 cũng hiểu điều căn bản đó. Vậy mà đối tượng đảng viên Đảng Cộng sản, công an Cộng sản lại có thể mở chốt an toàn súng, bắn đạn cao su với cự ly 1 mét. Nên nhớ rằng súng cao su sẽ gây tử vong trong bán kính 5 mét, chĩa vào nhân viên y tế mà ngay lúc cứu con trai của mình. Đây là hình ảnh công an và dân phòng Bình Dương mới đây đã phá cửa vào nhà và cưỡng chế một phụ nữ chỉ để bắt buộc đi xét nghiệm COVID. Đối tượng Ngọ này đã thể hiện đúng bản chất của công an Việt Nam là loại côn đồ, vô học và ngạo mạn. Nguyễn Duy Ngọ thừa hưởng bản tính kiêu ngạo cộng sản mà trường đảng đã dạy cho mình. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình. Luật sư Nguyễn Thị Xuyến từ đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì cho rằng sĩ quan công an sử dụng súng trái quy định pháp luật thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị chịu ký trách nhiệm hình sự. Xử phạt hành chính theo khoản 3 điều 10 của Nghị định 167 của Chính phủ từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vũ khí trái phép và sử dụng các loại vũ khí trái quy định của pháp luật nhưng chưa gây ra hậu quả. Người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 306 Bộ luật hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. Như vậy, súng là vũ khí nhạy cảm, hành vi sử dụng súng của ông Ngọ là trái pháp luật, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác và có dấu hiệu tội phạm. Cũng cần xem xét hành vi đe dọa giết người ở đây. Đây là hình ảnh trong đồn công an, một người dân là nhân chứng đang bị viên trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đánh và đạp thẳng lên mặt. Luật sư Nguyễn Văn Nghĩa, công ty luật thì cho rằng cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ khẩu súng mà ông Ngọ sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không. Nếu là vũ khí quân dụng thì vụ việc là rất nghiêm trọng. Trường hợp không phải là vũ khí quân dụng nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn, dư luận bức xúc thì đây cũng là sự việc nghiêm trọng. Theo quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và với diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy việc sử dụng vũ khí của ông Ngọ không phải là đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, việc sử dụng vũ khí như vậy là lạm quyền, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Bên cạnh đó, nếu ông Ngọ chĩa súng thẳng vào người khác lớn tiếng và đe dọa là có thể xem xét dấu hiệu cấu thành tội phạm đe dọa giết người, theo quy định tại điều 133 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định của tội đe dọa giết người, thì hành vi của người đe dọa giết người có thể bằng động tác, bằng lời nói, khiến cho người bị đe dọa hoàn toàn lo sợ và tin rằng có thể mình bị giết là đã được hội đủ yếu tố cấu thành của tội phạm cần phải xử lý nghiêm minh đối với người đe dọa giết người này. Tránh tình trạng đe dọa dùng bạo lực gia tăng trong xã hội. Trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự, ông Ngọ có thể sẽ phải chịu mức án kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu Công an Nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Công an chĩa súng thẳng vào nhân viên y tế nói rằng tôi chỉ dọa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de cũng như bấm nút ủng hộ tờ Thời báo.de để chúng tôi có thể tiếp tục làm những bản tin mới phục vụ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa Thời báo.de